Chào mừng các bạn đã quay trở lại với xe điện mạnh phát Và ngày hôm nay mạnh phát sẽ giới thiệu cho mọi người một trong những phiên bản xe máy điện có kiểu dáng đẹp nhất tại Việt Nam năm 2024 Kiểu dáng này là một trong những kiểu dáng rất là độc đáo và rất là cá tính nhé Phiên bản này đến từ nhà Decabai Decabai thì mọi người biết rồi đúng là hãng xe điện và mạnh phát đang làm brand shop là một trong những hãng xe điện cực kỳ năng động Và triết lý của họ là một triết lý mà mạnh phát rất là ưng luôn luôn đổi mới luôn luôn sáng tạo và ra những cái mẫu xe phải nói là tiên phong dám nghĩ dám làm Mạnh Phát có thể khẳng định với mọi người ở Việt Nam hiện tại thì Dekabyte là hãng duy nhất dám làm điều đó đây chính là phiên bản moza phiên bản này được dk uh, kết hợp với nhà máy liva và liva là một trong những nhà máy lớn nhất tại trung quốc và họ có trung tâm rd nghiên cứu và đây chính là một trong những sản phẩm mà đạt được giải thưởng thiết kế của bên trung quốc luôn đấy mọi người thể nhìn đường nét thiết kế này về tổng thể của một chiếc xe thì chúng ta sẽ quan sát ngay kiểu dáng thiết kế nó quá trẻ trung, quá năng động và nó đến từ tương lai nha mọi người nhé. Nó đến từ tương lai. Một chiếc xe mọi người sẽ nhìn thấy đậm nét cái đường nét thiết kế rất là cong và mềm mại và đây chính là cái ngôn ngữ thiết kế đang rất là thịnh hành của những năm sắp tới nhá. Đấy mọi người sẽ quan sát đây cái đường nét này. Cái cái yếu của nó giải uốn lượn này, nó mang thiết kế hiện đại, trẻ trung không kém phần năng động nhá. Đây, mọi người quan sát thấy không ạ? Rất là đẹp này. Và phiên bản này phiên bản màu kem nhá. Cái đèn xe nó cũng nó làm ra một cái thiết kế rất là hay, chúng ta sẽ có hai cái đèn định vị như hai cái mắt ở đây. Nó nhìn nó giống như là hình uh, con gấu hay là con thỏ tức là nhìn rất là cute và đáng yêu nhá. Đèn không phải hình tròn mà đèn nó lại là hình uh, hình bầu dục. Đấy, đèn pha bi cầu ở giữa rất là sáng, xi nhan tích hợp ở hai bên. Đây. Nhìn nó rất là yêu nhá. Kể cả cái phần để chân này mọi người nhỉ, đường nét thiết kế này nó cong, nó bo tròn ra đây. Đấy, chân chống lạng rất là đẹp, có cả nhựa bọc này. Đấy, chúng ta sẽ có chữ Moza ở đây. Moza này nó giống như một cái bản nhạc á, và chiếc xe này thiết kế theo ngôn ngữ là như một hình nốt nhạc. đấy mọi người nhìn đèn cong đúng không ạ? như mình nốt nhạc luôn. đấy cái cảm giác chúng ta liên tưởng đến 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 những cái điều như vậy ở trên chiếc xe này. đây mọi người nhìn này đấy, rất là đẹp đúng không ạ? ở à, đằng trước này thì nó sẽ có một cái hộc rất là đáng yêu, vừa để trên nước để đồ này, hộc khá là sâu để chúng ta để đi điện thoại này không bao giờ lo rơi mất nhá. ngay cả cái móc treo đồ này mọi người nhìn thấy không ạ? nó làm đẹp chưa? quá đẹp luôn rất là tinh tế nhá cái nhựa sần này của họ họ làm rất là yêu nó có những cái chi tiết những cái ô này thì rất là xa kể cả phần để chân cũng vậy họ có những cái chi tiết nhám này đấy thì rất là đẹp nhá đấy. chúng ta đang nói về thiết kế trước lát nữa chúng ta sẽ đi vào có nhiều tính năng cực kỳ hay ở trên chiếc xe này luôn đây tiếp theo là cái phần nhựa bên hông nó sẽ đi liền đấy, gần như là liền khối luôn của chiếc xe và cái điểm ưu việt của chiếc xe này mọi người biết là gì không mà tất cả các mẫu vec ba điện ở việt nam đều có nhược điểm là không có để chân sau để chân đằng trước bất tiện hơn và con này có đi chân sau này và nó giấu đi một cách rất là tinh tế dùng chân có thể đạp ra được nhá đó đó và rất là nhẹ và rất là chắc có xe này nó mang lại chúng ta ngoài cái vẻ đẹp nó mang lại sự chất lượng nhá sự hoàn thiện rất cao và mang lại cảm giác rất chất lượng ngay cả phần để chân cũng vậy này chúng ta gạt ra nó chắc kinh khủng luôn đó. cảm giác nó, nó nó, rất là xịn sò ấy Đấy. cái ngôn ngữ thiết kế của năm nay là những cái chi tiết theo kiểu ô nhá và cái chiếc xe này cũng vậy họ đã thêm thắt những thế tiết vào này nhìn nó rất là đẹp nhá đó. Đấy. Đấy, mọi người nhìn này, cái tay sách đằng sau gọn gọn xinh xinh và đằng sau xe chúng ta không nhìn thấy một cái xi nha nào lòi ra cả, đúng không? Thiết kế vuông vức, gọn, thon. Đấy. Đây mọi người nhìn này, và rất là yêu nhá. Đấy. Logo này là logo của của nhà máy đây, Liva bên bên chú gọi là Li Hoan này, Li Hoan, Với mọi người ai biết tiếng Trung thì mọi người dịch đọc cho mạnh phát cho phát âm chuẩn nhá. Đây, Đấy, mạnh phát sẽ bật đèn lên cho mọi người luôn để cho mọi người nhìn thấy cái cái đèn đây đẹp chưa? Rất là đẹp nhá. Đây biển DK3 này. Về tổng thể thì mọi người chắc chắn nhìn thấy rồi đúng không ạ? Một chiếc xe này thì mọi người biết là nó hướng đến tiệm khách hàng nào chưa ạ? Những bạn nữ cá tính đáng yêu những cô công chúa, những bạn tiểu thư đi chiếc xe này thì ôi dồi ôi, không cần phải nói gì đúng không ạ? Nó quá đẹp. Thì mạnh phát là con trai ngồi lên chiếc xe này thì mọi người sẽ không thể cảm nhận hết vẻ đẹp nhưng mà nếu là một bạn nữ ngồi lên chiếc xe này thì mọi người chắc chắn là không có gì để chê đúng không ạ? Một dáng ngồi chụp ảnh rất là đẹp, rất là cute. Các bạn nữ đi xe này thì đúng là quá là yêu Và chiếc xe này thì có một điểm rất là hay đó là khá là thấp Đấy, Các bé tầm 1m45 trở lên là chúng ta đã ngồi được chiếc xe này rồi Đấy. Đẹp đúng không ạ? Kiểu dáng con xe này thì không phải phải chê trách rồi Nó chỉ có một yếu tố này Đó là nó quá đẹp Là một Cái thứ hai là quá độc lạ Đấy và có thể là chúng ta nhìn lần đầu Thì chúng ta đang thấy nó rất là lạ mắt Đấy. Nhưng mà nếu như các bạn được xem thực tế chiếc xe này Và ngồi trải nghiệm tới chiếc xe này Thì các bạn sẽ thấy cái chi tiết thiết kế của chiếc xe này Nó có độ hoàn thiện cao đến như thế nào đây, mình sẽ bật mí nhé Trước khi vào cái phần thông số kỹ thuật sâu hơn những cái xe này thì Mạnh phát sẽ bật mí cho mọi người biết nhé Đây, đây mọi người nhìn này Cái đường nét thiết kế, cái viền nhựa đó là, Nó khít, cực kỳ khít luôn nhé Đây, rất là đẹp đây, Mọi người nhìn nhé Đấy, nhìn này, đường nhựa này Đấy, Nó làm đẹp, toàn bộ xe này là nhập khẩu Ở về và lắp ráp tại nhà Việt Nam rồi có tất cả linh kiện nhập khẩu hết nhé mọi người nhé Đạt tiêu chuẩn của nhà máy Liva luôn nhé Đây, mọi người nhìn cái form nhựa độ hoàn thiện này Nó quá đẹp luôn, dựng trống giữa này cho mọi người nhìn đẹp cực kỳ luôn phanh trước là phanh đĩa lốp xe là lốp 300 trăm 10 thôi đấy gọn nó thấp mà đấy, phanh nhìn cái tay phanh của nó tự có độ hoàn hảo hoàn thiện cao rồi đấy cụm công tắc cũng vậy cụm công tắc này chúng ta sẽ liên tưởng đến những cái cụm công tắc của những chiếc xe máy cao cấp đấy. cái tiếng xi nha nó rất là sang đấy. coi này đây cái tay nắm này họ thiết kế này nó đẹp như thế nào đúng không ạ mọi người nhìn này chiếc xe của chúng ta có chìa khóa và có cả thẻ nfc và có cả một cái móc khóa có chữ moza luôn đấy hình chiếc xe luôn nó rất là yêu rất là cá tính đúng không ạ và mở khóa thì mở một chạm bằng thẻ từ này ấp xe rất là tiện nhá Đây mình phát xe mở cho mọi người luôn ngôn như mở thẻ từ một chạm rất là sang trọng và rất là thời thượng đúng không ạ và chiếc xe này của chúng ta nhỏ gọn đáng yêu thôi nhưng mà mang một sức mạnh rất là ấn tượng nhá xe đi siêu tiết kiệm điện và tốc độ tối đa chiếc xe này có thể nói là một chiếc xe cũng có tốc độ rất là ấn tượng đây mình phát sẽ ga cho mọi người luôn này Chúng ta sẽ có 3 số và tốc độ tối đa là 48 cây một giờ nhé Đây sẽ có 3 số tốc độ tối đa là 48 cây một giờ Có nút P khóa an toàn trẻ em Chiếc xe này được trang bị là 5 bình ắc quy 64V 24AH Trong các đường di chuyển từ 60 đến 80 cây một lần sạc nhé mọi người nhé Và động cơ của chiếc xe thì đây Mọi người sẽ xem này à, Chiếc xe này có thông số động cơ ở đây Một chiếc xe ô oh, cũng Đúng là ngôn ngữ, đúng là xe nhập khẩu từ bên Trung Quốc Động cơ của họ làm nó cơ thể mới Nó tinh chỉnh dã man luôn như động cơ này mọi người biết bao nhiêu bao nhiêu W không ạ? Động cơ này chỉ có 600W thôi. Đấy. Mọi người biết xe của Zadia chưa? Zadia họ cũng chỉ có những động cơ tầm 400W đến 600W thôi. Nhưng mà xe họ vận hành rất là khủng nhá. Thì đây cũng vậy. Đấy. Động cơ lớn thì nó có cái hay của động cơ lớn. Tuy nhiên là để mà tối ưu ở đường xá ở Việt Nam thì một chiếc xe uh, động cơ 600W như này đã là quá là ok rồi. Bởi vì động cơ nó là hàng cao cấp thì 600W này nó tương đương với 800 đến 1000W của động cơ bình thường của những xe lắp ráp tại Việt Nam nhá. Đấy, bên Trung Quốc thì họ cao cấp hơn mình bởi vì ngay cả những động cơ bình thường của mình mình cũng phải nhập từ bên Trung Quốc nha mọi người nhé Việt Nam mình chưa tự làm được động cơ xe điện tất cả động cơ xe điện từ những cái xe giá rẻ đến những xe cao cấp đều nhập từ bên Trung Quốc nhé đấy và chiếc xe này cũng vậy là mang theo tiêu chuẩn cao cấp từ những nhà máy lớn nhất của bên họ thì chắc chắn rồi chất lượng của nó cũng rất là ok đây cho mọi người xem này cái ngôn ngữ thiết kế như này nó tạo ra một chiếc xe có cái cốp rất là rộng Đấy cái cốp rất là rộng cái cốp này chúng ta để hai mô hiểm thoải mái luôn nhá hai mô hiểm mình phát chú thích cho mọi người nhá là hai mô hiểm để ok luôn và sẽ có cái móc chia bảo hiểm này và để chỗ này cốp cực kỳ rộng cốp này nó phải có dung tích nếu như tôi là để nó phải cỡ khoảng xít xoát 20 lít đấy xít xoát 20 lít thế này là rộng nhá đối với một dòng xe máy điện bình thường là rộng hơn cốp của vec 3 bình thường nhá đấy rộng hơn cốp v ba bình thường nhá và cái giá ngồi và cái ngôn ngữ thiết kế của con này thì nó tại sao mọi người biết nó có thiết kế này thiết kế này nó là thiết kế nó giảm đi cái cái lượng gió khi đập vào xe đấy vì nó hơi chéo hơi bát này và hơi cao sang hai bên này thì gió đập vào nó sẽ giảm ma sát của xe đấy ạ và cái giá ngồi trên xe này như mạnh phát vừa chia sẻ là một chiếc xe có giá ngồi đẹp. Rất là cụ tè rất là đáng yêu chiếc xe này thì nó phù hợp với những bạn trẻ thì mạnh phát đã nói rồi. Con trai đi thì không đến nỗi nào đâu. Đây, đấy để khách quan thì mọi người đánh giá luôn. Mạnh phát ngồi chiếc xe này như thế nào đúng không ạ? Đây mạnh phát sẽ đi một đoạn ngắn ti ti nhá. Đấy, đi thử trong này thôi. Đây trong nội khu thôi. Đấy đi từ đây về mọi người sẽ nhìn cái dáng xe mọi người thấy không? Con trai ngồi đến nỗi nào đâu đúng không ạ? Con trai ngồi rất là đẹp. Cũng rất là yêu đặc biệt các bạn trẻ theo phong cách xì tai nhẹ nhàng dễ thương. xì tai nhẹ nhàng dễ thương bây giờ thì không chỉ áp dụng cho bạn nữ và các bạn nam bây giờ cũng có nhiều bạn theo đuổi phong cách xì tai nhẹ nhàng dễ thương đúng không ạ giống như chúng ta dùng mỹ phẩm thì cũng thế thôi ngày xưa thì chỉ con gái dùng mỹ phẩm thôi nhưng bây giờ mọi người biết là con trai dùng mỹ phẩm cũng rất là nhiều và các hãng mỹ phẩm dành cho nam bây giờ cũng rất là hot hit đúng không ạ thì cái việc mà chúng ta ra một chiếc xe phong cách gọi là unisex cho cả nam cả nữ sử dụng thì nó cũng không có vấn đề gì là lạ và đây chiếc xe này là DK họ đang đi tiên phong mạnh phát đánh giá đây là một chiếc xe rất là đẹp đấy gần như là một chiếc xe mà mạnh phát đánh giá đấy ngay từ đầu mạnh phát đã nói rồi DK là hãng duy nhất tại Việt Nam dám tiên phong và ra sản phẩm mới không giống ai và khai phá thị trường luôn và đây Mạnh mình phát nghĩ là một sản phẩm thành công của DK. Với con mắt làm nghề của mình và với trải nghiệm thực tế của mình thì Mạnh phát đánh giá chiếc xe này sẽ thành công và giá bán được sẽ rất là nhiều nhá, rất là nhiều. Bằng chứng là tại Mạnh Phát hiện tại bán cũng rất là ổn đối với chiếc xe Moza này khi khách hàng đến họ nhìn chiếc xe họ cũng thấy rất là ấn tượng. Bởi vì cái giá tiền mà của chiếc xe này cũng cực kỳ hấp dẫn nhé Mọi người nghĩ chiếc xe, một một chiếc xe đẹp như này và xịn như này, nhập khẩu nguyên chiếc như này thì nó phải có giá lên đến hơn 20 triệu đúng không ạ? Nhưng mà thực tế không phải như vậy, chiếc xe này chỉ có giá là 18 triệu 990 nghìn thôi Mức giá không hề đắt so với những chiếc xe kiểu dáng uh, Piezo, kiểu dáng V3 ở Việt Nam đúng không ạ? Một chiếc xe mà chúng ta có một phong cách thiết kế riêng, một đường nét thiết kế phá cách, một kiểu dáng trẻ trung và thời thượng mà chất lượng thì nó đạt tiêu chuẩn uh, cao cấp hơn so với những chiếc xe sản xuất Việt Nam bởi vì nó là hàng nhập khẩu mà. Đấy ngay cả đường nét từ ổ khóa đến vành lốp mọi chi tiết nó sẽ đều là những cái linh kiện cao cấp hơn. Mà cái giá thành của nó thì lại như một chiếc xe bình thường thì mạnh phát đánh giá đây là một sự lựa chọn quá ok. Và chiếc xe này có rất là nhiều màu sắc nhá, dài màu sắc đến, đến 10 màu sắc cơ. Thì mọi người có thể lựa chọn màu sắc theo ý mình rất là ok. Đấy. Nếu cứ các bạn mà thích cái phiên bản xe Moza này và muốn tìm hiểu sâu về nó thì mọi người hãy đón xem chờ những video thứ hai của Mạnh Phát đó là trải nghiệm thực tế với mặt Moza này trên đường để có những cái đánh giá khách quan hơn cho mọi người nhé.